Deadlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Chuyện dịch bệnh khiến không chỉ cầu thủ, ban huấn luyện các đội bóng mà ngay cả đến các cổ động viên cũng sống trong những khoảnh khắc vô cùng hồi hộp. Khoảng hơn 20 cổ động viên thể công Viettel có mặt tại sân vận động Quy Nhơn đều rất háo hức cho trận đấu khai màn ở mùa giải mới. Do dịch bệnh và điều kiện ở xa nên hội cổ động viên thể công không thể tổ chức chương trình cổ động hoành tráng. Thay vào đó là những cá nhân nhiệt huyết tự bỏ chi phí cá nhân bay vào cổ vũ cho đội bóng. Đa phần họ đều là những người có tuổi, là các cổ động viên lâu năm của thể công trước đây và Viettel FC sau này. Hội cổ động viên chúng tôi thì cũng từ khi mà có cái lịch thi đấu mùa giải mới thì chúng tôi cũng tổ chức. Anh em chúng tôi tự mua vé, bốc vé máy bay và đi vào đây. Đây là những trận đấu mà nó vượt quá những cái chính sách mà câu lạc bộ dành cho hội cổ động viên nên chúng tôi tự tổ chức. Nhưng họ phải trải qua cảm giác sợ khóc sợ cười. Chuyện là khi bay đến tận Bình Định rồi, mất bao công sức để chuẩn bị đạo cụ mang vác từ Hà Nội vào. Cuối cùng có thông tin trận đấu bị hoãn do Covid-19. Khi mà có thông tin là Tupperland Bình Định dương tính đến 17 cầu thủ thì chúng tôi cũng thấy rất là hoang mang. Có cái tin là Tupperland Bình Định xin tạm hoãn cái trận đấu này. Thì anh em chúng tôi đi một quãng đường rất là xa, có cái sự chuẩn bị, nhất là đây là cái trận đấu khai mạc cả một mùa giải. Chúng tôi cũng rất là muốn là được chứng kiến của đội bóng của mình thi đấu trên sân khách có một cái kết quả thuận lợi. Chờ đợi trong một cảm giác nó rất là hồi hộp và cũng cầu nguyện, chỉ có cầu nguyện là làm sao đấy mà trận đấu này không bị hoãn. Chúng tôi được sống trong cái không khí này, không hành quân hàng gần 2.000 cây số mà lại phải ra về không thì quả thật là nó đối với chúng tôi là rất là đáng tiếc. Rất may là công sức của các cổ động viên này đã được đền đáp khi trận Tupperland Bình Định và Viettel FC được diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu, bởi chủ nhà đã có đủ người để thi đấu. Số lượng vỏn vẹn chỉ khoảng 20 người, nhưng họ vẫn tạo nên không khí sôi động ở một góc khán đài sân Quy Nhơn. Và sau những khó khăn, những hồi hộp, họ được sống trong niềm vui khi đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng giành được chiến thắng. Các cổ động viên này mong muốn dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát tốt hơn để được cháy hết mình cùng các cầu thủ trên khắp các sân cỏ cả nước. Những cái mùa giải này là những mùa giải mà chúng ta phải chung sống với dịch bệnh. Và năm ngoái thì chúng tôi cũng tổ chức một cái trận đi Đà Nẵng. Tức là anh em chúng tôi cũng lên kế hoạch rồi tất cả mọi thứ từ nơi ăn, chốn nghỉ rồi là phương tiện đi lại chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng là quyết định là không cho khán giả vào sân và chỉ có 2.000 giấy mời thì chúng tôi đã phải hủy bỏ cái trận đấu đó. Và một vài trận đấu nữa thì ở trên sân nhà thì cũng vì dịch bệnh nên chúng tôi cũng khá là quen với cái việc đó. Nhưng tất cả những cái trận ở trên sân nhà hoặc là như trận đi Đà Nẵng ấy, thì nó chưa diễn ra, đã có tin bị hoãn. Nhưng trận đấu này thì nó hơi đặc biệt một chút là chúng tôi đã vào đến đây. Thì đây là lần đầu tiên mà chúng tôi sống trong một cái hoàn cảnh chờ đợi, sống trong một cái hoàn cảnh rất là hồi hộp, chờ cái quyết định của ban tổ chức giải. Và có lẽ đây nó cũng là một cái kỷ niệm mà cũng rất là khó quên. Hy vọng là dịch bệnh mau qua đi để đời sống xã hội cũng như là đời sống bóng đá được sớm trở lại như trước đây ạ. Xem bóng đá mùa dịch bệnh quả thực là những cảm giác khó quên. Vừa phải đảm bảo phòng dịch, vừa muốn cháy hết mình trên khán đài. Và giống như câu chuyện của các cổ động viên thể công Viettel này, mong các trận đấu không phải hoãn vì Covid-19 để họ có thể thưởng thức những trận cầu hấp dẫn trên sân cỏ.
Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.